Trong người Linh là quốc yêu, mình là người giàu nhất thế giới, nhiều vàng nhất thế giới, không có nhiều vàng của mình. Trong này không có cái này đâu. Khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Vì ra sôi làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. À, xin lỗi. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí, nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nha, ăn cứt. Thế cho nó dễ. Sau này là không làm chỉ có ăn cứt thôi. Nhưng nói thì cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng, mình phải tôn trọng người khác trước. Muốn người ta quý mình.